Mời bạn Nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Rồi bạn giới thiệu về mình. Chào anh Huyền Linh ạ. Chào bạn. Chào chị Cát Tường ạ. Chào mọi người trong trường quay. Em tên là Đào Thanh Trung ạ. Năm nay em 29 tuổi. Quê em ở Bình Định. Hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại quận 9. Làm gì hả Trung? Dạ, công việc của em là team leader, là quản lý team á. Quản lý team được bao nhiêu người? Dạ, 15 người, khoảng 15 người. 15 người. Rồi, mời bạn gái giới thiệu. Dạ, xin chào mọi người với anh Linh, với chị Tường, với các anh chị đồng nghiệp. Em tên là Ngô Thị Xuân Mỹ. Em 29 tuổi, hiện tại công việc là chuyên viên xử lý hợp đồng vay. Em ở trọ ở quận 6, nhà em ở La Ghi, Bình Thuận. Rồi, thế ưu điểm, khuyết điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em là nhiệt tình, độc lập. Đặc biệt là em thích tham gia các chương trình từ thiện. Tốt quá. Nhược điểm là hồi xưa em nóng lắm, nhưng mà giờ em hết nóng, em chuyển qua càm. Càm ràm á hả? Càm nhưng ít là càm, nói xíu xong rồi có người nói lại em là em im. Nếu như mình biết được những cái khuyết điểm của mình thì mình sẽ hạn chế lại được. Dạ, đúng rồi. Bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là em không có hút thuốc, không nhậu nhẹt. Em thích chơi thể thao. Trong công việc hay là gì thì nói chung là em là người sống rất là có trách nhiệm. Về nhược điểm của em là hơi nhút nhát. Em rất là sợ độ cao với lại sợ nước. Sợ nước hả? Dạ. Nước cũng sợ mà độ cao cũng sợ. Vậy có thì cái gì em không sợ? Mấy lần? Dạ không, đó là sợ nước, giống như là ra biển hay là sông hồ gì đó mới sợ. Chứ tắm trong nhà là tắm thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Tưởng đâu sợ nước là không tắm luôn chứ. Rồi, bây giờ mình nói chút về tình trường đi bạn. Bạn có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 3 mối tình rồi ạ. Mối tình gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, mối tình gần đây nhất là cách đây cũng hơn 2 năm rồi ạ. Lý do tại sao chia tay? Dạ, hồi đó thì em mới đi làm. Chắc là do em cũng ít quan tâm đến bạn đó nên chia tay. Quan tâm đó ha. Thật sự mà quen một người nào đó mà không quan tâm đến người ta thì người ta cũng sẽ ra đi thôi. Phải thật là quan tâm nha bạn nha. Kinh nghiệm ha, phải tâm chăm sóc bạn gái nhiều hơn nữa mới được. Rồi, tình trường em sao? Em thì trước giờ chưa có cái mối tình nào là đúng hết. Đúng là kiểu như là nói chuyện xong rồi thôi. Có nghĩa là chưa có một mối tình chính thức nào hết. Rồi, bây giờ mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Thường thì em cũng thích bạn trai đó độc lập. Ngoại hình thì cao 1m62 trở lên, cao hơn em xíu. Mập hơn em xíu cũng được. Không hút thuốc. Bên chưa kia có vợ lần nào nha. Em có vợ lần nào chưa? Dạ chưa. Rồi đúng không? Dạ. Rồi, em có hút thuốc không? Dạ, em cực kỳ ghét người hút thuốc luôn. Rồi, quá tốt. Hay quá. Còn bạn trai mình thì sao? Cái tiêu chí của mình tìm người bạn gái như thế nào? Dạ, em mong những người bạn nữ là biết suy nghĩ, biết trên, biết dưới, với lại biết lo cho cuộc sống sau này. Phụ nữ nào cũng biết suy nghĩ, cũng biết lo hết trơn á. Cái nào khó hơn chút xíu đi? Về ngoại hình thì ưa nhìn một tí. Ưa nhìn. Cao từ 1m58 trở lên. Phụ nữ nào nhìn cũng dễ thương hết. Bên này cao. Anh coi coi cô gái bên đây. Ồ, dễ thương quá. Chào em. Chàng trai bên đây hiền lắm em, gương mặt rất phúc hậu. Nhưng mà em nghe anh nói ít nói, thường em cũng ít nói. Ồ, ít nói, chứ không phải là ít làm. Em trúng đài, em nhiều em nói nhiều lắm á. Em nói nhiều hả? Anh bên đây có thể chịu đựng được, có thể kiên nhẫn ngồi nghe em nói. Đúng không em trai? Dạ, đúng rồi. Nếu như bên đây mà đồng ý á, thì em cho thời gian là khoảng bao lâu thì anh ta có thể bước tới được? Chắc em phải hơn 6 tháng quá. Hơn 6 tháng gì được? Hơn 6 tháng không? Bên đàn trai là ok lắm á. Em Linh ok đúng không? Ok, nghe lời anh đi. Dạ. Anh là đánh giá người không có sai đâu. Nha, đàn gái cũng đẹp đó nha. Nhưng mà 6 tháng thôi, nhà trai chuẩn bị kịp không? Kịp. Dạ kịp đó chị. Thấy kịp nói chung bố mẹ em cũng mong em là cưới vợ lắm rồi. Được dạ, ha, sáng sủa ha, lịch sự. Rất men, tướng tài bắp xô ha. Này chắc có 6 múi luôn rồi, đừng giỡn, tôi nhìn hay lắm. Có chơi thể thao hả em? Dạ, em có chơi chơi gym, đá bóng. Đó, biết ngay mà nhìn cơ bắp quá trời mà. Cái điều gì mà em không thích nhất ở người bạn gái? Đừng có nhuộm tóc mà nhuộm màu màu đậm quá thì em không có thích lắm. Trời ơi, ta làm nhuộm tóc thì để cho đẹp thôi chứ không, có cái nhuộm gì đâu. Vừa đó chị. Rồi sơn móng tay, móng chân đồ được không? Trang điểm đồ được không? Dạ cái đó là bình thường mà chị, cái đó là quyền làm đẹp của mỗi người bình thường. Rồi. Thôi được rồi, cặp này được. Anh Linh nói đúng đó, cặp này gả nhau được nè. Rồi. Bây giờ mình hỏi thăm khảo sát ý kiến người thân coi sao nha. Hôm nay em gái đi với ai? Em đi với em gái với chị đồng nghiệp. Rồi, đây. Em gái ruột hả em? Dạ, em gái Út. Rồi, chào em Út. Dạ, em xin chào anh Quỳnh Linh với lại chị Cát Tường, với tất cả các bạn khán giả. Chào anh ạ. Dạ, nhận xét sơ bộ thì em thấy anh rất là được ạ.
Còn về phía chị em thì em chỉ thấy chị chỉ có một cái tính không được thôi, đó là đúng là chị hay nhăn. Nhưng mà bây giờ cũng, tức là mọi người góp ý thì chị cũng đã cải thiện được rồi. Anh trai thì em thấy ổn. Anh thấy rất ok. Anh có lãng mạn không anh? Lãng mạn, như cái đó là một điểm yếu của anh. Anh không có lãng mạn lắm. Anh có biết hát không anh? Hát thử một đoạn. Hát câu đi đó cho bà em gái nghe, để thuyết phục em gái trước đi. Từ khi quen em, anh đã biết bối rồi. Vì những lúc thoáng nghe em cười, anh đã biết con tim yêu em mất rồi. Người yêu xin em chớ quên. Hay rồi. Sao gái? Dạ, con kết luận là bấm nút đi chị. Bấm nút đi chị. Ngày xưa ta nói là ông bà đi coi mắt, cha mẹ coi mắt. Bây giờ muốn qua được cái cửa ải em gái là khó lắm á. Giờ em gái thì coi mắt luôn á. Rồi, cảm ơn cơ. Em mong hai anh chị sẽ có kết thúc rất là đẹp ạ. Rồi, dễ thương quá em gái. Rồi, hôm nay bên nhà trai mình đi với ai nè? Dạ, em đi với em gái ruột của em. Cũng em gái ruột luôn. Rồi. Chào em. Dạ, em chào MC Huyền Linh và chị Cát Tường và các quý vị ở đây ạ. Lần đầu thì em xin đính chính lại là anh hai của em năm nay 31 tuổi, chứ không phải là 29. À, sao kỳ vậy? Bởi vì năm sinh thật của ảnh là ảnh sinh năm 87, nhưng mà trên giấy tờ là sinh năm 89. Dạ, anh em thì rất là hiền, ít nói, nhưng mà khi nào mà trúng đài thì mới nói, sống rất là nội tâm. Và chị bên này thì em thấy là chị bên này dễ thương, có thể trị được anh em. Anh của em kiểu như là rất là nhát và hơi, và cái cuộc sống bên ngoài thì hơi rụt rè, nên là em mong là chị sẽ giúp ảnh là vượt qua những cái cản trở bên ngoài. Và hai người đến nay thì cũng có cái duyên rồi, nên là em nghĩ hai người nên cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau ạ. Em xin hết ạ. Rồi, cảm ơn em. Bây giờ ta kể rào cho gặp mặt nha. Mở hàng rào. Anh chào em. Chào em. Dạ, em lần đầu gặp cho mặt thì anh có quà tặng cho em. Dạ rồi, em cảm ơn. Cái này em tặng anh. Sẵn có một cái thỏa thuận này thì em đọc lên thử nha. Thỏa thuận hả em hả? Ủa? Đọc đi em. Đọc đồ quy lên em. Cái này là thỏa thuận tìm hiểu hả chị? Anh đọc cho nó hấp dẫn coi. Cái này hay nè. Tức là khi chúng ta yêu nhau, chúng ta phải có một cái thỏa thuận tìm hiểu. Cái là do em đề ra đó hả? Dạ. Hay quá ta. Mức phạt được áp dụng cho cả hai. Ưu tiên nam. Trời ơi, phạt ưu tiên nam. Trường hợp đặc biệt sẽ xử lý cụ thể. Thứ nhất là không hỏi han, quan tâm đối phương, phạt 50 ngàn. Có chuyện vui, không vui mà giấu giếm, không kể cho đối phương nghe, phạt 50 ngàn nữa. Hai, im lặng đột ngột, mất liên lạc theo cách chủ quan đó, một ngày mà không gọi điện, không có này kia, phạt 200 ngàn. Trời ơi, dữ vậy hả? Ồ, phạt cao vậy. Tâm sự với người lạ, đặc biệt là với người yêu cũ, phạt 300 ngàn. Phản hồi cọc lóc, tức là em hỏi hôm nay anh có khỏe không, nói khỏe á, cọc lóc á là phạt 50 ngàn. Không rõ ràng, nói xạo, nghỉ chơi vô thời hạn là khỏi phạt luôn. Khỏi phạt luôn á. Lưu ý, tiền phạt sẽ sung vào công quỹ và được công khai sử dụng và ủng hộ chương trình từ thiện. Cái này được, có gì liên lạc hay với anh à, hay à. Không có xài tiền này mà tiền sung vô công quỹ làm từ thiện. Yêu cầu người tham gia thực hiện tốt, nghiêm chỉnh, chấp hành, đóng mộc, ký tên. Hay, được, đồng ý. Em đồng ý không? Dạ, em thấy hay đó. Cái này rồi, chắc có vốn nhiều rồi nha. Bắt đầu đi các bạn. Lần tiên gặp anh á, em thấy anh đạt được bao nhiêu phần trăm theo yêu cầu của em á? Chắc cũng được hơn 50. Vì em thấy không hút thuốc là cái ưu chí đầu tiên của em. Theo em á thì một tuần á, nếu mà mình có thể hẹn đi chơi được bao nhiêu lần? Thường thì công việc của em nó cũng hành chính. Vì em cũng chưa kiểu đi hẹn hò kiểu nhiều nên là em cũng biết tùy cơ ứng biến. Ngày nào cũng gặp, đi làm về là thấy anh ở trước cửa rồi. Em có thích nấu ăn không? Em nấu ăn được. Em nấu ăn được không? Nói chung anh cũng thích làm công việc nhà lắm. Giặt giũ hay là gì là anh cũng thích làm mấy cái việc. Em thấy anh nói giới thiệu có nhiều cái điểm chung. Rồi này nội quy gì nữa đây? À cái này hả? À. Cái này là bài hát. À, bài hát. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà hôm nay em cũng tặng cho mọi người một bài do em sáng tác. Bài thơ được mang tên là Xin đừng hỏi tựa. Mà bài thơ hay là bài hát? Bài thơ. Bài thơ. Rồi, mời em đọc bài thơ. 3 năm biền biệt tin, vào chiều chang chang nắng,
Một tin xa đưa tới, bạn có muốn hẹn hò? Chẳng biết cười hay vui vì em đây chớ mế. Đồng nghiệp liền thấy thế bay qua hỏi từng người. Em vì ngài không nói, lén giấu mình gặp riêng. Bình tĩnh rồi tự nhiên, cuối cùng được lên sóng. Gặp chị Tường Anh Linh, bạn kia và ekip, người thân cùng khán giả. Em thêm đỡ rùng mình, lên HTV7. Cả nước biết MFA luôn rồi. Hàng xóm sẽ không tha, tra em từng chi tiết. Không biết đời nở hoa hay em thêm bế tắc, nhưng vũ trụ xây đắp, em cứ việc an bài. Dạ, cái bài thơ này là nó xuất thân từ là sau 3 năm em gửi cho chương trình mà giờ em mới được gọi á. Sao em mới phọt thành thơ luôn nè. 3 năm quý vị thấy chưa? Rất nhiều người đăng ký tham gia bạn muốn hẹn hò, nhưng chúng tôi phải lựa chọn cái người cho đúng với cái người mà các bạn yêu cầu. Cho nên nhiều khi có nhiều người hên á, mới 3 tháng được kêu lên, mà có người không hên á, 3 năm mới được lên. Nhưng mà trước sau gì cũng được lên đây ngồi và có cơ hội gặp gỡ cái đối tượng của mình. Rồi tiếp tục đi hai bạn. Bây giờ bạn nữ là chưa có kinh nghiệm trong tình yêu nhiều, cho nên bạn trai phải cố gắng chủ động một chút xíu. Thôi bây giờ mình quan niệm về con cái thôi các bạn. Theo em á, em thích con trai con gái hơn. Thường thì em vì em bị FA đó, xong rồi mọi người kêu em là chuẩn bị hết tất cả đi. Ví dụ như là chụp hình ở đâu hay là đẻ con là tên gì thì em cũng có chuẩn bị thiệt. Thì em có, em thích sinh đôi, nhưng mà tên thì em đã đặt sẵn rồi. Con trai tên gì, con gái tên gì? Thường thì con trai em thích là Tâm Nguyên. Em thích tên có chữ Nguyên. Thôi con trai Đức Nguyên, còn con gái Tâm Nguyên đi. Được còn, không em? Còn theo em thì được không? Dạ được á chị. Em họ gì? Dạ em họ Đào. Họ gì? Họ Đào á chị. Đào Tâm Nguyên, Đào Đức Nguyên, hay lắm nha em. Tiến lên, tiến lên. Chúng ta hãy kết hợp để mà sanh con, để đặt tên cho đẹp đi em. Nắm tay. Ôi tao lạnh. Tay lạnh quá hả? Nắm tay đi em. Nhìn thẳng vào mặt đối phương. Nhìn cổ. Chung là mình gặp nhau ở đây rồi thì anh nghĩ là mình cũng có một cái duyên rồi đó. Nên hy vọng là nếu có thể thì mình cho nhau một cơ hội để mà có thể tìm hiểu kỹ hơn. Rồi, chúng ta trở về vị trí các bạn. Tới giờ phút quan trọng. Anh nghĩ rằng bao nhiêu đó chúng ta cũng đủ để kiểm soát về nhau, đủ hiểu nhau. Suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Xin mời hai bạn. Nào, hãy nắm tay nhau. Đây là một cặp đôi rất là chín chắn đấy. Tôi nghĩ rằng họ đủ suy nghĩ để quyết định một cái điều gì đó quan trọng cho cả cuộc đời. Và bắt đầu từ bây giờ, cái bản thỏa thuận tìm hiểu này có giá trị ngay lập tức. Mỗi ngày không hôn nhau trừ 1 triệu. À, phải ghi quá. Ngày hôm nay bắt đầu.